本事越来越烂了。và một thân cũng xin thay mặt cho nữ Sài Gòn Production cũng như là các anh em nghệ sĩ xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã ủng hộ và thân mến nữ Sài Gòn Production trong những thời gian qua và một lần nữa một thân cũng xin mến chúc cho Vi Phương, anh em Sương Phan, chị Kim cũng như là chị Thi có một birthday thật là vui vẻ và đầm ấm bên bạn bè. Chị Kim đây. Các chị ở đây. Em chúc mừng rất nhiều. Thank you. Và một lần nữa em xin